Duy Hai Lúa xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình. Hôm nay thì mình đến thăm một khu vườn cũng nhỏ mọi người. Thì mình thấy hai cái tác phẩm hết sức là đẹp, nên mình muốn quay và chia sẻ đến mọi người. Đó là hai tác phẩm có thể nói là cụ hoa bún của khu vườn Quanh Văn, địa chỉ là tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cây này thì theo mình được biết thì đến giờ này anh từ ngày khai thác đến khi đưa về nhà thì cây được 3 tháng rồi mọi người. Nói chung nhìn hình dáng của nó là hết sức là quái. Hiện giờ là anh đang tiến hành chọn ta, cũng như là đang chỉnh sửa cái tác phẩm theo ý của mình. Đây là cái tác phẩm hoa bún thứ nhất này mọi người. Riêng cây này thì có vành đế là hơn 500 nha mọi người. Mình sẽ cố gắng quay thật là chi tiết để các anh em mình đam mê viên bonsai quan sát, và cũng như là có nhu cầu muốn sở hữu cái tác phẩm này thì cứ liên hệ. Mình sẽ để cái số điện thoại của anh Văn ở dưới phần mô tả của video. Đây là một cái tác phẩm hoa bún thứ hai mà muốn chia sẻ đến mọi người. Có thể nói là trải qua hơn 100 năm thì mới có được một cái tác phẩm như thế này mọi người. Thời gian tới thì mình sẽ cố gắng quay và chia sẻ đến những anh em mà đam mê bonsai nhiều có tác phẩm đặc sắc hơn. Tay cành đến giờ này thì anh Văn cũng đã định hình. Nói chung anh em nào mà sở hữu có tác phẩm lúc này thì rất là dễ chỉnh sửa theo ý muốn của mình.